Chào cả nhà nha. Hôm nay mình vào bếp nấu món làm món bánh da lợn nha các bạn. Nguyên liệu gồm có đây 600 g bột năng nha. 200 g đường, 100 g đậu xanh, 100 g sầu riêng. Và ở đây là chút xíu nước dứa, ở đây là nước củ bắp cải tím nha các bạn. Chút xíu muối. Và đây là một bịch sữa tươi 250 ml là 600 đó, 250 với này 600 g nước cốt dừa nha. Bây giờ mình bắt đầu mình trộn bột nha các bạn. Đây, mình bắt đầu mình trộn bột. Bây giờ mình sẽ cho sữa vào trước nha. Để mình lường nước dừa đó 200 ml. Hồi nãy 250, cái này là 500 nè các bạn. Này nước cốt dừa nè, tại vì mình bỏ tủ lạnh nó đông quá, đông cứng nên thành mình bỏ vô bếp mình nấu cho nó tan ra nha. Bây giờ mình sẽ chế nha. Bây giờ mình sẽ cho đường vào luôn nha. Bây giờ mình cho thêm khoảng, hồi nãy là 250, 500 là 750. Bây giờ mình cho 100 g vô nha các bạn. 100 ml. Bây giờ bột mình đã quậy xong rồi, bây giờ mình chia ra đậu xanh, sầu riêng, lá dứa, ngò tím. Bây giờ mình đã chia ra 4 tô bột nha. Bây giờ mình sẽ xay đậu xanh trước nha. Bỏ vào máy sinh tố mình xay đậu xanh trước. Đây là đậu xanh nha, mình xay xong. Cái này mình làm màu trắng. Còn sầu riêng trắng quá, một lát mình sẽ bỏ vào một chút xíu bột nghệ để cho nó vàng. Tại sầu riêng này nó không được vàng nha. Bây giờ tiếp tục mình sẽ xay sầu riêng. Đây là sầu riêng nha các bạn. Giờ mình sẽ xài màu cẩm. Bây giờ mình đã bắt cái nồi lên và mình bỏ cái sửng vào rồi nha. Bây giờ mình sẽ trút
bột vào. Lớp này là lớp đậu xanh nha các bạn. Mình sẽ đậy nắp để hấp khoảng chừng 7 phút nha các bạn. Lớp này lớp sầu riêng nha các bạn. Nãy lớp đậu xanh, lớp lá dứa, giờ lớp sầu riêng. Thơm quá. Bây giờ mình đổ lớp cuối cùng nha các bạn. Cái này là màu cải tím các bạn, bắp cải màu tím á. Mình cắt nhuyễn ra, mình nấu nước thiệt và sôi. Mình bỏ vô. Bỏ vô cái mình bỏ vô cái tô á, cái mình chế nó sôi vô, mình đậy nắp lại. Mình đậy lặp lại rồi cái mình để cho nó ra màu. Nó ma ra màu là mình trộn như nè các bạn. Rất dễ nha. Cái bánh mình đã chín rồi nè các bạn. Cái màu này nó hơi lợt, cái này phải đậm thêm chút xíu nó mới đẹp. Bây giờ để mình lấy ra nguội mình mời các bạn nha. Bây giờ bánh da lợn của mình đã chín rồi, đã nguội rồi nha. Cô tôi sẽ đem ra nha. Các bạn thấy không? Rất ngon nè, thơm lắm các bạn ơi nè, thơm sầu riêng lắm nha, đậu xanh sầu riêng, cái màu trắng, màu xanh, cái màu xanh rất là đẹp nha, màu vàng cũng đẹp, có cái màu này là màu bắp cải á, bắp cải tím, mà mình bỏ, lúc mình bỏ thì thấy nó cũng đậm các bạn, nhưng mà khi mình hấp cho nó bị dợt nha, nó không có đậm như mình hấp nha, nè, các bạn thấy ngon không? Cái bánh của mình rất là mỏng mỉm nha. Đây, cái màu này thì nó không được đẹp mấy nha. Nè các bạn thấy không? Bánh da lợn sầu riêng nha các bạn. Rất ngon nha. Đó các bạn thấy không? Cái bánh của mình thật là ngon luôn. Nó dai, nó mềm, nó mịn nha các bạn. Đây là sầu riêng nha. Cái này là dứa, cái này là đậu xanh, cái này là màu bắp cải. Nè. Bắp cải tím á các bạn thấy rất ngon ha. Các bạn thấy cái bánh của mình không? Nó dẻo dẻo, hình như dai vừa mịn, rất là ngon luôn. Cái màu xanh đẹp quá, màu xanh với màu vàng rất là đẹp nha. Thơm lắm nha các bạn. Đây. Các bạn thấy ngon không? Bây giờ món bánh da lợn sầu riêng của cô Tư đã hoàn thành rồi. Cô Tư chúc các bạn làm món này ăn ngon miệng nha các bạn. Cô Tư xin chào nha. Cô Tư chúc các bạn luôn vui vẻ, trẻ đẹp mãi mãi nha. Xin chào tất cả bạn bè, anh chị em chú bác nha. Mấy bạn nhỏ nữa nha. Cô Tư xin chào nha. Đây là bánh da lợn sầu riêng đậu xanh nha các bạn.